Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo công ty phân tích CoreLogic, nếu cơn bão Minton đổ bộ vào đất liền, ước tính có hơn 700.000 ngôi nhà ở khu vực đô thị Tampa và Sarasota thuộc bang Florida có thể bị nhấn chìm trong biển nước, với tổng giá trị tái thiết lên tới 174 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc ứng phó thảm họa tại công ty phân tích CoreLogic nhấn mạnh, điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi rất nhỏ về vị trí đổ bộ chính xác của cơn bão Minton đều để lại tác động to lớn. Theo cơ quan thống kê dân số, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sơ tán bắt buộc trên khắp 11 hạt của bang Florida với khoảng 5,9 triệu người. Cư dân ở vùng trũng thấp phía tây thành phố St. Petersburg cũng nhận được yêu cầu sơ tán bắt buộc khi một cơn bão Minton đổ bộ. Tại đảo Anna Maria, người dân đều nghe theo cảnh báo của quan chức và tiến hành di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Cảnh sát trưởng Holmes Beach William Tokazer thông tin, chúng tôi sẽ rời khỏi đây cho đến khi cơn bão đi qua. Trong thời gian bão đổ bộ, sẽ không có cảnh sát, dịch vụ cấp cứu, người ứng cứu đầu tiên và người trả lời các cuộc gọi 911 yêu cầu dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi đã phong tỏa hòn đảo và quay lại sau khi nó đi qua. Chúng tôi đã kiểm tra khu vực này lần cuối và không thấy ai còn ở đó nữa. Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware công bố có hơn 2.000 chuyến bay đến và đi bang Florida bị hủy hoặc tạm hoãn nhằm tránh bão Minton. Công ty năng lượng khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí lớn ở Florida tạm dừng hoạt động để ứng phó với siêu bão Minton. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đang lo ngại việc lan truyền thông tin sai lệch sau khi cơn bão Minton đổ bộ. Siêu bão Minton được ghi nhận là cơn bão thứ hai mạnh nhất trong lịch sử vịnh Mexico, với gió giật có lúc lên tới 320 km/h và sức gió duy trì liên tục ở mức 290 km/h. Hiện tại, bão đã suy yếu đi một chút, nhưng vẫn ở mức rất nguy hiểm. Theo ông Noah Bergreen, một nhà khí tượng học tại bang Florida, siêu bão Minton là một hiện tượng khí tượng ngoài sức tưởng tượng. Ông nói, tôi không thể tìm ra lời nào để diễn tả. Minton gần như đã chạm ngưỡng giới hạn về sức mạnh của bão trên trái đất. Tôi không còn biết sử dụng từ ngữ nào để mô tả cho bạn về mặt khí tượng học của mắt bão, cũng như cường độ của nó. Còn chuyên gia về bão của NBC6 South Florida, John Morales nghẹn ngào nói, đây là một cơn bão đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc. Tôi xin lỗi, thật kinh hoàng. Minton phát triển từ một cơn bão nhiệt đới, nhưng chỉ sau 36 giờ, nó đã mạnh lên thành một siêu bão cấp 5. Đây là một quá trình tăng cường nhanh chóng, và nếu bão đạt mức gió 310 km/h, nó sẽ vượt qua ngưỡng mà chỉ có 5 cơn bão trong lịch sử đạt tới kể từ năm 1980. Giáo sư Michael Mann, một chuyên gia về khí hậu nói, Minton có lẽ đã chạm đến ngưỡng bão cấp 6, cấp độ chưa từng được thiết lập ở Mỹ. Trong siêu bão Minton, các cơn gió giật với tốc độ lên tới 320 km/h sẽ là nguyên nhân chính gây ra những thiệt hại nặng nề cho các khu vực ven biển. Cơn gió này có thể thổi bay mọi thứ trên đường đi, từ nhà cửa đến cây cối và cả các phương tiện giao thông. Ngoài ra, những cơn gió duy trì từ siêu bão Minton còn có thể gây ra hậu quả lâu dài và hủy hoại diện rộng. Người dân bang Florida, đặc biệt tại khu vực bờ biển phía Tây, đang phải đối mặt với nguy cơ thảm họa khi siêu bão Minton tiến tới. Các nhà dự báo cho biết, gió lớn từ siêu bão Minton có thể đẩy nước biển vào bờ, tạo ra những đợt sóng cao tới gần 5 mét, nhấn chìm những khu vực vùng trũng thấp ở vịnh Tampa. Ông Craig Fugit, cựu giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang Mỹ, FEMA, nói, nó sẽ không phải là nước biển tiến vào một cách từ từ, mà là đợt sóng ập vào rất nhanh, có thể khiến nhiều người mất mạng. Họ sẽ chết đuối hoặc bị đè bẹp bởi cây cối hoặc nhà cửa đổ sập. Giới chức hạt Pinellas, gồm các thành phố Clearwater và St. Petersburg, dự báo khu vực sẽ chứng kiến nước dâng chết người, kêu gọi người dân lưu ý lệnh sơ tán bắt buộc. Ông Kathy Perkins, giám đốc quản lý khẩn cấp hạt Pinellas, nói, nó giống như cả biển nước tràn vào nhà các bạn, dòng nước dâng nhanh với áp lực rất lớn, vì vậy đừng nghĩ rằng bạn có thể vượt qua nó. Theo ước tính, hơn 1 triệu người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp trước khi bão đổ bộ. Đây có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua tại Florida. Siêu bão Minton đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về hiện tượng bão mạnh lên nhanh chóng, mà các chuyên gia khí hậu gọi là tăng cường nhanh. Sức nóng của nước biển ở vịnh Mexico đạt mức kỷ lục, đã tiếp năng lượng cho siêu bão, biến nó thành một cơn bão quái vật.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ tại thành phố Miami cho biết, 7 cơn lốc xoáy đã tấn công bang Florida trước khi cơn bão Milton đổ bộ vào bang này và đã có báo cáo về các cấu trúc bị hư hại ở Lakeport khi lốc xoáy đi qua đây. Bão Milton đã bắt đầu gây ra mưa và gió giật mạnh khi tiến gần đến khu vực Vịnh Tampa thuộc bang Florida, nơi có hơn 3,3 triệu người sinh sống và chưa từng hứng chịu một cơn bão lớn nào đổ bộ trực tiếp kể từ năm 1921. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton hiện đang cách Tampa khoảng 155 km về phía tây nam, với sức gió duy trì tối đa là 205 km/h. Hiện nay, bão Milton đã bị hạ cấp, nhưng vẫn là một cơn bão lớn và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng khi nó tiến gần bờ biển phía tây của bang Florida. Các quan chức Mỹ đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân di chuyển vào đất liền hoặc đối mặt với rủi ro khó sống sót do sóng dâng của bão. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết bão Milton gây ra tình huống cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng con người và sức tàn phá khủng khiếp cho bờ biển phía tây Florida. Một trong những chuyên gia của trung tâm là John Canzalosi cảnh báo Milton có khả năng trở thành một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất từng được ghi nhận ở phía tây trung Florida. The Weather Channel đã công bố một video mô phỏng dự đoán sóng lớn có thể xảy ra ở khu vực Vịnh Tampa, nơi bão dự kiến sẽ gây ra mức sóng lớn kỷ lục hơn 9 feet, tương đương 2,7 mét. Sử dụng công nghệ mô phỏng FlatFX, nhà khí tượng học Stephanie Abrams của The Weather Channel đã diễn tả cảnh tượng sóng dâng cao 2,7 mét là như thế nào. Bão Milton dự kiến sẽ mang theo một đợt sóng lớn tàn phá bờ biển phía tây Florida. Nhiều người dùng trên mạng xã hội X mô tả video mô phỏng này là đáng sợ. Một số người kêu gọi người dân địa phương sơ tán nếu họ chưa làm vậy. Một người dùng viết mô phỏng lũ lụt để cho thấy mực nước dâng do bão Milton có thể cao tới mức nào. Đây là lời cảnh tỉnh để bạn rời đi nếu bạn chưa làm vậy. Một người khác lưu ý, hình ảnh này vẫn cho thấy nước tĩnh, không chuyển động. Sóng dâng cao 9 feet, 2,7 mét thì mực nước sẽ dâng cao theo lực, tức thực tế sẽ còn thảm khốc hơn. Trong khi đó, các quan chức địa phương tại quận Pinellas, bao gồm các thành phố Clearwater và Saint Petersburg, gọi đợt nước dâng do bão dự báo là không thể sống sót nếu vẫn ở lại và kêu gọi người dân tuân thủ sơ tán bắt buộc ngay lập tức. Bão Milton tăng cấp nhanh chóng và đang thẳng tiến về phía bang Florida với nguy cơ trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử từng đổ bộ vào bang này. Theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ, Milton sẽ là một cơn bão lớn, nguy hiểm khi đổ bộ vào bang Florida tối ngày 9 tháng 10. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ lưu ý, đây là một tình huống rất nghiêm trọng và người dân ở Florida nên tuân thủ chặt chẽ mệnh lệnh từ các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương. Milton có khả năng trở thành một trong những cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất được ghi nhận đối với vùng trung tâm phía tây Florida. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh, đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Florida trong hơn một thế kỷ. Chủ nhân Nhà Trắng hối thúc người dân trong vùng cảnh báo nguy hiểm cần sơ tán ngay lập tức đến nơi an toàn. Ông Biden cho biết, nếu khu vực đã ban hành lệnh sơ tán, các bạn cần lập tức sơ tán. Đây là vấn đề sống còn, tôi không hề nói quá. Hiện hàng triệu người dân bang Florida đang nằm trong vùng nguy hiểm và thành phố đông dân cư Tampa Bay là nơi có thể chịu tác động nặng nề nhất từ siêu bão này. Ước tính, hơn 6 triệu người dân Florida đã nhận cảnh báo sơ tán. Tình trạng thiếu vé máy bay, xăng dầu cùng những hàng dài xe cộ ùn tắc trên cao tốc là dấu hiệu cho thấy sự lo lắng tột cùng. Điều đáng nói là bão Milton đến vào lúc người dân Florida chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau khi bão Helene tàn phá cách đây chỉ 2 tuần. Trước việc bão Milton tăng cấp chóng mặt và trở thành siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2024, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 51 quận, khuyến cáo người dân chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống và sẵn sàng di tản. Theo CNN, tính đến trưa ngày 8 tháng 10, theo giờ Việt Nam, siêu bão Milton đạt sức mạnh khủng khiếp của cấp 5 khi nó tiến nhanh về bờ biển Vịnh Florida. Thời điểm mạnh nhất, bão có sức gió 290 km/h.